lên xe Phú Lộc. Đây là một cái khu trạm dừng chân của công ty luôn, công ty thuộc về hệ thống của nhà xe này luôn này, của nhà xe Phương Trang á, cực kỳ lớn nhá. À, bên trong là cái hệ thống phục vụ kinh doanh ẩm thực, buôn bán tất tần tật mọi thứ, cực kỳ lớn. Và hệ thống nhà vệ sinh công cộng thì phải nói là rất là lịch sự ha. Ở trong đó thì phục vụ miễn phí, nhưng mà nếu như chúng ta có hảo tâm thì bỏ một chút, kiểu như là gọi là, họ dùng cái từ là ủng hộ á, gọi là quỹ từ thiện. Đấy, toàn bộ của nhà xe Phương Trang thuộc của công ty Futa Bird Line, và đây là tỉnh Tiền Giang, trạm dừng chân Phú Lộc trong công ty. Thế mới nghe rằng là cái trạm cái công ty ở nhà xe Phương Trang thuộc của công ty này thì là một trong những cái doanh nghiệp về vận tải cực kỳ lớn. Mình thấy cái đi càng đi thì mới thấy được cái khả năng của người ta phục vụ cực kỳ lớn, và nó có nghĩa là nó rất là quy mô. Tranh thủ quay một vài những cái đoạn video ngắn vậy thôi.